Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 9 tháng 11 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật, đến 16 giờ ngày hôm nay, tình hình tai nạn giao thông toàn quốc xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 16 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.418 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 7 đối tượng được miễn giảm giá vé đi tàu. Cụ thể, mức giảm 90% giá vé áp dụng cho người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mức giảm 30% giá vé áp dụng cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, nạn nhân chất độc hóa học. Giảm giá vé cho đối tượng là người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người cao tuổi thực hiện theo quy định của pháp luật về người khuyết tật và người cao tuổi. Ngoài ra, miễn vé áp dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em được miễn vé phải sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn được kèm không quá 2 trẻ em miễn vé đi cùng. Năm 2018, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam sẽ thí điểm thông báo trực tuyến luồng đường thủy đối với một số tuyến chính. Hình thức thông báo là hiển thị thủy đồ điện tử trực tuyến trên Internet, gồm bình đồ hướng tuyến, kèm các thông số của từng đoạn luồng cụ thể, chiều sâu, rộng, đáy luồng, tĩnh không cầu trên Internet, giúp người điều khiển phương tiện tra cứu thuận tiện. Hình thức thông báo luồng cập nhật các diễn biến luồng kịp thời so với thông báo thông thường và giúp các đơn vị quản lý đường thủy giảm bớt thủ tục, thời gian thông báo luồng so với hình thức thông báo bằng văn bản như hiện nay. Thành phố Hà Nội vừa thống nhất sẽ triển khai xe buýt chở khách 2 tầng thoáng nóc City Tour trong thời gian tới. Lộ trình hoạt động dự kiến theo hai khung thời gian, các ngày trong tuần và cuối tuần. Những ngày cuối tuần, buýt 2 tầng sẽ không đi vào các tuyến phố đi bộ. Qua khảo sát, liên ngành thống nhất chọn 14 điểm dừng, đỗ đón trả khách du lịch. Sở Du lịch cho rằng do đây là loại tuyến xe buýt 2 tầng lần đầu sử dụng tại Hà Nội, vì vậy lãnh đạo thành phố cần yêu cầu Tổng công ty Transco nghiên cứu phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch ngồi tại tầng 2 khi đi tham quan, có phương án hỗ trợ khách khi thời tiết mưa, nắng gắt. Phương án này phải được trình để thành phố xem và phê duyệt. Do ảnh hưởng của mưa lũ miền Trung thì nhiều tuyến đường tại các tỉnh miền Trung là Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn bị ảnh hưởng. Giao thông bị chia cắt, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Hồ Chí Minh còn 11 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 49B còn 4 điểm bị ngập lụt sâu, trung bình từ 0,4 đến 1,2 mét gây ách tắc. Tại các tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, đường Hồ Chí Minh còn 6 vị trí bị sụt lún. Hiện cơ quan chức năng đã lắp rào chắn, biển cảnh báo, cử người canh gác và khắc phục tạm thời để thông xe một làn tuyến. Đường Trường Sơn Đông còn 4 điểm bị sạt lở, gây tắc đường hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khắc phục. Một số điểm tại các quốc lộ 14D, 14E, 40B, 24C bị sạt lở, ngập nước gây ách tắc giao thông. Tại tỉnh Quảng Ngãi, đường Trường Sơn Đông bị sạt lở tại 5 vị trí gây tắc đường hoàn toàn. Hiện các cơ quan chức năng đang tổ chức khắc phục. Quốc lộ 24B, 24C, 40B, nhiều vị trí bị ngập nước, sạt lở gây ách tắc giao thông. Tại tỉnh Kon Tum, Khánh Hòa, cũng còn nhiều điểm tuyến chưa thông xe hoặc nhiều tuyến đường mới thông xe được một làn. Sáng ngày 9 tháng 11, Tổng công ty Đường sắt cho biết do địa chất phức tạp tại khu vực đèo cả của Phú Yên, nên ngành đường sắt chưa xử lý được điểm sụt trượt để thông đường như dự kiến trước đó vào hôm nay. Ngành đường sắt cho biết các đơn vị tư vấn chưa đưa ra được phương án thi công tối ưu thời gian ngắn đối với điểm sụt trượt đường sắt tại đèo cả. Một số đơn vị tư vấn trong nước đã lập phương án thi công kéo dài đến 3 tuần nên chưa được chấp thuận. Ngành đường sắt đang làm việc với tư vấn nước ngoài để tìm phương án khả thi hơn, giảm thời gian. Địa hình khu vực sụt trượt tại đèo cả, một bên là vách núi và một bên là biển. Đường sắt ở độ cao 30 mét so với mực nước biển, địa chất dễ sạt lở thêm trên diện rộng. Khi mưa lớn khiến cho phương án xử lý điểm sạt lở này rất phức tạp. Tại hiện trường, trời tiếp tục mưa to khiến cho điểm sạt lở mở rộng từ 20 mét lên đến 50 mét.
Dự kiến đơn vị thi công phải đắp khoảng 5.000 mét khối đá. Tuy nhiên thì đường vận chuyển vật tư duy nhất là đường sắt, địa hình hẹp, không thể đặt máy móc cơ giới nên công nhân phải làm thủ công. Trong khi chờ thông đường, ngành đường sắt tiến hành dồn tàu khách Bắc Nam và chuyển tải khách bằng đường bộ giữa hai ga Hảo Sơn Phú Yên và Đại Lãnh Khánh Hòa. Các chuyến tàu hàng đi qua khu vực này phải tạm dừng. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian ứng dụng Uber Grab hoạt động thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổng kết công tác thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối vận tải diễn ra vào ngày hôm qua mùng 8 tháng 11. Qua đó đơn vị này cũng đã đưa ra đề án quản lý với loại hình xe hợp đồng dưới 9 chỗ. Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong đề án quản lý xe taxi, đơn vị này đã có quy định riêng về loại hình xe hợp đồng dưới 9 chỗ phải được coi hoạt động như xe taxi và có quy định chặt chẽ để chống ùn tắc giao thông. Hiện nay trên địa bàn Hà Nội, số lượng xe tham gia thí điểm trên địa bàn thành phố lên tới 14.495 xe. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Uber Việt Nam là hơn 2.000 xe, công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi là hơn 11.000 xe, còn tính chung xe hợp đồng dưới 9 chỗ kinh doanh vận tải lên đến 21.000 xe. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thừa nhận, trong quá trình Uber Grab thực hiện thí điểm đã làm thay đổi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi. Loại hình này cũng tồn tại nhiều bất cập của xe hợp đồng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải xây dựng đề án quản lý phương tiện giao thông góp phần giảm ùn tắc. Theo đó, từ nay đến năm 2030, trong đề án sẽ có quy định riêng về loại hình xe hợp đồng dưới 9 chỗ phải được coi như hoạt động xe taxi và có những quy định chặt chẽ để chống ùn tắc giao thông. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu 27 trạm thu phí BOT thuộc dự án thu phí tự động không dừng trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên phải đưa vào vận hành thương mại từ đầu tháng 10. Tuy nhiên thì cho đến nay tiến độ này đã không đạt được, 8 trạm BOT có thể bị dừng hoạt động nếu chậm triển khai thu phí theo hình thức này. Theo tiến độ, trong số 27 trạm hiện còn 2 trạm là Cần Thơ Phụng Hiệp và Cam Thịnh Khánh Hòa là chưa ký hợp đồng với VTC và có nguy cơ bị dừng thu phí nếu tiếp tục chậm triển khai. Ngoài ra còn 6 trạm khác đã ký hợp đồng nhưng lắp thiết bị của nhà cung cấp dịch vụ khác cũng có nguy cơ chậm vì chưa đồng bộ với hệ thống chung. Tổng cục cũng đã yêu cầu VTC phối hợp với các đơn vị liên quan sớm có văn bản hướng dẫn chung các bước tiến hành xây dựng hệ thống. Đối với các trạm đang triển khai chậm tiến độ, Tổng cục sẽ thành lập đoàn kiểm tra để đôn đốc công việc và chốt thời gian hoàn thành cụ thể cho từng trạm. Các trạm do nhà đầu tư BOT tự triển khai cũng phải đảm bảo tiến độ chung. Đến hết tháng 12 phải hoàn thành, trạm nào không đảm bảo tiến độ, Tổng cục sẽ đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải để kiên quyết dừng thu phí. Tại Bình Dương, một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường bất ngờ lao sang chiều đường ngược lại khiến cho đối đầu với xe tải. Người này bị lọt dưới gầm xe, nguy kịch. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều ngày 8 tháng 11 trên đường Cách mạng tháng 8, khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương. Vào thời gian trên, xe tải mang biển kiểm soát 51D04585 lưu thông hướng từ quốc lộ 13 vào đường Cách mạng tháng 8. Khi xe vừa rẽ vào đường Cách mạng tháng 8 được khoảng 500m thì lúc này xe máy mang biển kiểm soát 52Z47119 do Đặng Hồng Đức khoảng 28 tuổi đang điều khiển theo chiều ngược lại bất ngờ lao sang khiến cho tài xế không kịp xử lý làm hai phương tiện đấu đầu nhau. Sau cú đấu đầu, thanh niên ngã lọt vào gầm xe nằm bất động bị thương tích nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công nghệ không người lái ngày một phát triển với sự ra đời của rất nhiều loại phương tiện khác nhau sử dụng công nghệ tự động này. Và một công ty khởi nghiệp nhỏ của Pháp cũng vừa trình làng một mẫu taxi tự lái mang tên Automocab. Đây được cho là mẫu xe taxi không người lái đầu tiên được bán ra thị trường toàn cầu. Theo công ty Pháp Navia, Automocab sẽ không có vô lăng, chân ga và cũng không cần tài xế. Nó được trang bị hơn 20 cảm biến, máy ảnh và radar để có thể vận hành một cách chính xác mà không cần con người trực tiếp cầm lái. Mẫu xe này sẽ chạy bằng điện với vận tốc đạt được khoảng 50-70 km/h và có thể chở tối đa 6 hành khách.
Chúng ta đang bước vào một thế giới của những con robot taxi. Thế giới này có rất nhiều người tham gia và không thể phủ nhận Google đang là một hãng đi đầu về công nghệ tự lái này. Nhưng thực sự, chúng tôi là người đầu tiên trên thế giới thương mại hóa mẫu taxi không người lái này. Hiện những khách hàng nào quan tâm tới Autonom Cab có thể đặt hàng mua mẫu xe mới này. Dự kiến những chiếc xe taxi tự lái đầu tiên sẽ được Navia bàn giao cho khách hàng vào tháng 7 năm 2018. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và cũng là nơi xảy ra các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa dẫn đến cái chết thương tâm của nhiều trẻ em. Để hạn chế tai nạn giao thông đường thủy, các địa phương đều cấm các loại thuyền không đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động. Tuy nhiên thì vì nhiều lý do, những chiếc thuyền 40 tức là không đăng ký, không đăng kiểm, người lái không có chứng chỉ chuyên môn và không được trang bị áo phao vẫn hoạt động, thậm chí là chở học sinh mỗi ngày, ghi nhận tại Hải Dương. Đây là cách mà mỗi ngày hàng chục em học sinh trường tiểu học Kẻ Sặt tại thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang qua lại từ nhà đến trường. Dù chỉ cách trường vài trăm mét, song để đến lớp, mỗi ngày các em phải qua một con sông nhỏ. Tại đây có 3 con thuyền mỗi ngày chuyên chở các em qua lại với mức phí 50.000 đồng một cháu một tháng. Nhưng đáng lo thay, vào thời điểm chúng tôi ghi nhận, không một cháu nào được mặc áo phao khi qua đò. Và hàng ngày tôi vẫn mang, như hôm nay thì tôi ra thì tôi lại quên. Chứ còn hàng ngày là tôi vẫn cứ mang áo phao, các cháu thì cứ sang độ 3-4 đứa thì tôi lại mặc áo phao với cháu sang. Có hết cả ở nhà kia kìa, thế nhưng mà cái này nó nóng bỏ nó mặc, nó không mặc, nó thẳng thế. Thường con không mặc áo phao đi qua đò ạ, con đi đến trường luôn ạ. Thế con khi đi qua đò con có sợ là mình có bị ngã xuống sông không? Con không ạ. Vì sao? Con biết bơi ạ. Không chỉ thế, đây đều là thuyền 40, tức là không đăng ký, không đăng kiểm, người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn và tất nhiên là không có áo phao. Con thuyền xi măng với các thanh gỗ cũ kỹ chắp vá, nhìn qua cũng thấy không thể đảm bảo an toàn cho người ngồi trên. Cái thuyền này tôi đóng thì tất cả mất có 2 triệu thôi. Tôi nói thật với cô này, chờ cái đò này là cái đò của tôi là bảo đảm nhất đi. Đò của tôi giờ còn nguyên chưa có làm sao cả. Cho nên tôi như này, trước thì tôi có thuyền nhỏ tôi không dám chở. Thế nhưng cái cháu mua cho cái thuyền này thì được cái nó cứng cáp trông như thế này thôi, nhưng mà chở ít người thì chả làm sao. Các em vẫn thường xuyên đi theo những cái con thuyền của bố mẹ để đi học, nên cái nguy cơ xảy ra mất an toàn giao thông là có nguy cơ. Để đảm bảo việc đến trường an toàn, nhà trường đã phối hợp với các phụ huynh tổ chức xe đưa đón học sinh đến trường với mức phí 250.000 đồng một cháu một tháng, tức cao gấp 5 lần mức phí qua đò. Nhiều người dân khu 5, không phải ai cũng có khả năng chi trả. Điều kiện không có tiền. Bây giờ đi cái này bà ấy trả thì có 50 một tháng thôi. Xe kia thì 250 một tháng một đứa. Bây giờ hai đứa cháu này 500.000 lấy gì ra. Lại tiền học thì cao mà nghề nghiệp thì không có gì. Phương tiện thì nó chỉ có cái đò này nó ít tiền. Chứ đi ô tô rồi những 250 một tháng thì các cháu không có. Đi đây có 40.000 một con khó khăn, năm gia đình còn khó khăn. 3-4 năm tháng chưa giả được. Đấy, cho nên tôi chở đây cũng khổ lắm. Ba đứa cháu giờ nó mồ côi thì là coi như là bố cháu thì chết thì mẹ cháu lại về quê làm, về ngoại làm. Thế này đâm tôi trông các cháu tôi phải chở thêm để nuôi các cháu. Chứ tôi cũng khó khăn lắm, chứ cũng không đáng nhẽ tôi cũng không chở đâu. Để đến trường, các em khu 5 có thể đi đường bộ bằng cách đi bộ hoặc xe đạp qua cầu Kẻ Sặt. Tuy nhiên, đây là điểm nóng tai nạn giao thông khu vực này. Mình ở đây thì gần nhà nhưng mà xa ngõ chị ạ. Đi ra cái đoạn cầu sạch kia là tai nạn hầu như rất là nhiều. Đấy, cho nên là các ông bà rất là sợ. Đi xe máy thì không đi được như vừa rồi tôi đã bảo rồi đấy. Còn đi xe đạp thì lòng vòng lắm. Đi xe đạp cái đoạn đường từ cái khu 5 này ra người kia thì nói chung là rất là ổ gà, rất là nhiều. Đấy, cho nên là qua lại đò này nó tiện cho nên là nhanh hơn. Là người dân làng chài nên hầu hết người dân đều biết bơi, kể cả trẻ em. Tuy nhiên, một khi tai nạn xảy ra thì không thể nói trước được điều gì. Về vấn đề này, lãnh đạo huyện Bình Giang, Hải Dương cũng từng khẳng định sẽ cấm tuyệt đối người dân chở học sinh vượt sông bằng đò cũ nát. Trong thời gian chờ phương án cuối cùng thì những con thuyền thô sơ này vẫn chuyên chở học sinh mỗi ngày. Bản tin giao thông an toàn ngày 9 tháng 11 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
We'll be right back.